Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha. Đến nhà vườn em Sơn Phụng có một số bông trang hôm nay rực rỡ sắc màu quý cô chú anh chị ơi. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi anh chào Phụng. Dạ chào Pháp Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem clip ạ. Thì hôm nay bên nhà vườn em có về một số hoa trang nhiều loại muốn giao lưu với quý cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0779420059 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem ủng hộ em cái clip vừa rồi ha. Dạ em lên cây số 1 là một cây Mỹ Hồng, hàng thần chậu nha cô chú anh chị. Phơm đang tròn full xoay, hoa luôn ha. Không thấy lá luôn anh chị. Cây cao cho mình là 90. Tán ngang cây này là 75. Thoát thân cây này là 49. Cây 50 rất là nha. Cây này còn sâu á cô chú anh chị. Hoành là hoành 14 gữ, em tính 14 ha. Phơm tròn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 1 này thì em xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mã số 2 tiếp tục là Mỹ Hồng, hàng thần chậu luôn nha cô chú anh chị. Lô này thì rất là đẹp nha. Cây đang phun hoa, phun búp cho mình hết rồi. Cây cao cho mình là 95. Tán ngang là 78. Thoát thân cây này được 43. Hoành là hoành 12 ha. Dạ, mã số 2 này thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Phơm tàn con sát và tay cành rất là đặc dạ, anh chị em. Tay cành đặc hết cô chú anh chị. Mã số 3 tiếp tục là Mỹ Hồng luôn cô chú anh chị. Cây này cao cho mình là 1m17. Tán ngang là 79. Thoát thân cây này là 62. Hoành em đo được là hoành 12 luôn ạ. Dạ, mã số 3 này thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Phơm tròn hết cô chú anh chị. Dạ, số 4 vẫn tiếp tục là Mỹ Hồng luôn ạ. Cây cao cho mình là 99. Tán ngang là 74. Thoát thân cây này là 49. Dạ, hoành là hoành 13 ạ. Dạ, mã số 4 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 5. Rực hoa. Cây này rực hoa luôn rồi cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 94. Tán ngang là 70. Thoát thân cây này là 34 hả? Hoành em đo được là hoành 15 á cô chú anh chị. Dạ, mã số 5 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Form khá là đẹp ha. Số 6. Một em chân dài cô chú anh chị. Cây này thì thoát thân cao quý anh chị em. Cây này thoát thân cao. Cây cao cho mình là 1m24. Tán ngang là 80. Thoát thân cây này được 70 của chú anh chị. Hoành em đo được ngay vị trí này là 12 luôn ạ. Dạ, mã số 6 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 7. Cây này thì đang đang búp rồi cô chú anh chị. Cây này về là vừa chơi luôn ha. Cây cao cho mình là 90. Tán ngang là 67. Thoát thân cây này được 39. Hoành em đo được là hoành 13. Và mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Dạ, mã số 8 tiếp tục là một cây tím sen cô chú anh chị. Hàng thần nha. Cây cao cho mình là 91. Tán ngang là 63. Thoát thân cây này được 20 cô chú anh chị. Hoành em đo ngay vị trí này là được 12 ha. Và mã số 8 này thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 9. Vẫn tiếp tục là tím sen luôn. Số 8, số 9 này mình được một cặp hết cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 87. Tán ngang là 54.
thấp hơn cây này được 5 cm ha. Và nem đơ được vị trí này là 11. Và mã số 9 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao cái ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 10 là một cây vàng ta cô chú anh chị. Vàng lá trung. Hàng này là hàng bứng bầu nha cô chú anh chị. Cái cao cho mình là 1m. Tán ngang là 93. Gốc thân cây này được 28 ạ. Cụ nở à. Dạ. Hoành em đo được là hoành 15 ha. Và mã số 10 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 11 là một cây thái đỏ cô chú anh chị. Hàng thần ha. Một cốt thất thân một cao. Một cốt thất thân ha. Cây cao cho mình là 1m03. Tán ngang là 46. Thất thân cây này là 55. Và em đo được ngay vị trí này là 13 ha. Dạ, mã 11 này em cũng xin giao luôn là 350k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 12 là một cây hồng phấn lá sắn cô chú anh chị. Cây này thì có cho mình được một mặt bông mình này cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 69. Tán ngang là 66. Và em đo được ngay vị trí này là 19 nha cô chú anh chị. Cây này có củ đế nha. Một cốt thấp thấp dạ, ha. Một cốt thấp thấp. Dạ 12 này thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao cái ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 13 vẫn là hồng phấn lá sắn luôn cô chú anh chị. 12, 13 này mình đồng một cặp nha. Cây rất là nặng cô chú anh chị. Lá sành mướt của anh chị em. Này về mình chờ hoa lên chơi dạ, thôi. Cây này giờ lên hoa là chơi được rồi. Cây cao cho mình là 56. Tán ngang là 60. Phồn toàn đặc kẹo. Dạ. Cây này thì thấp hơn tầm 5 cm thôi cô chú anh chị. Hoành là hoành 16 ạ. Dạ. Mã 13 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 14 là một cây đỏ nhung. Đỏ nhung. Đỏ nhung lá bóng hay đỏ nhung lá nhựa cũng là nó cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 82. Tán ngang là 80. Khó khăn cây này được 34. Và em đo được vị trí này là 12. Dạ 14 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình ha. Phong thành tròn cô chú anh chị. 15 cũng tiếp tục là đỏ nhung luôn. Cây này thì đang phun hoa và búp. Phun hoa và búp rồi cô chú anh chị. Cái màu của nó rất là đẹp ha. Cây cao cho mình là 80. Tán ngang là 76. Màu đỏ may mắn á. Dạ. Khó khăn được 20 ha cô chú anh chị. Hoành là hoành 10 ạ. Dạ mã 15 này thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Phơm đèn tròn ha. Hàng này là hàng bứng bầu nên cô chú anh chị mình về thường để trong mát giùm em ha. 16 là một cây thái đỏ. Tàn mâm xôi quý anh chị. Đây, cho cô chú coi phơm tàn. Cây này về là bung hoa ra là không thấy lá nha. Cây này về là vừa chơi cho cô chú anh chị mình luôn rồi đó. 16 này cây cao 69. Tán ngang là 85. Một cốt hơn hấp ha. Hấp răng này chắc được 5 cm của chú anh chị. Hoành là hoành 13. Thình chậu ghế ra dạ. Như giá vô anh chị em. Hàng này hàng thần nha cô chú anh chị. Nhà 16 này hàng cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 17. Cây này 16, 17 mình được một cặp ha. Cây này là chen tay vô không lọt luôn á. Phơm này rất là dày nha. Rất là mạnh luôn ạ. Cây cao cho mình là 65. Tán ngang là 80. Cây này một cốt hơn hấp nha. Hoành là hoành 15 ạ. Dạ. 17 này em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 18 vẫn là đỏ nhung luôn cô chú anh chị. Phồm tròn xe. Dạ. Cây cao cho mình là 87. Tán ngang cho mình là 80. Thấp hơn được 33 ạ. Hoành em đo được hoành 12 ạ. Và mã 18 này cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Hoa nó màu đỏ rất là sáng. Đây. Rất là to nha quý anh chị em.
19. Cây này thì thoát thân cao. Cây này thoát thân cao cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m15. Cái ngang là 80. Thoát thân cây này được 64. Hoành em đo được là hoành 12 luôn à. Dạ, mã 19 em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 20. Tiếp tục là đỏ nhung luôn cô chú anh chị. Cây này thì cái form to hơn cô chú anh chị. Tròn ha. Dạ. Cây cao cho mình là 92. Tán ngang là 90. Khó khăn được 27cm ạ. Hoành em đo được là hoành 13. Dạ, mã 20 này cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 21. Vẫn là đỏ nhung luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 94. Tán ngang là 80. Hót hơn cây này được 45cm ạ. Hoành em đo được là hoành 11 ạ. Và mã 21 thì cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 22. Vẫn là đỏ nhung luôn. Phải nói đỏ nhung cái màu của nó. Đây, đỏ cái bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 86. Tán ngang là 72. Hót hơn cây này được 35 ạ. Hoành em đo là hoành 11 ạ. Dạ. Mã 22 này em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 23. Vẫn là đỏ nhung luôn ạ. Cây cao cho mình 86. Tán ngang là 66. Khó khăn cây này được 30 ạ. Hoành em đo được hoành 12 ạ. Dạ, 23 này em cũng xin giao luôn là 250k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 24 là một cây hồng phấn lá xoắn, đèn hông cô chú anh chị. Cây này cao hết thước của em là 1m50 nha. Noel tới rồi, cây này là về mình chơi Noel là vừa. Dạ, tán ngang là 86 ạ. Góc thân cây này được 40 ạ. Hoành em đo được là hoành 16 ạ. Và mã 24 em cũng xin giao luôn là 500k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây này vượt khung quá anh chị. Dạ, cây này vượt khung rồi cô chú anh chị. 25. Vẫn là hồng phấn lá sắn luôn cô chú anh chị. Cây thì cao hết thước của em cũng 1m50 nha cô chú anh chị. Cây này một cặp á. Dạ. Tán ngang cây này là 70 nha. Một cốt giót đọt. Dạ. Thoát thân cây này được 45. Hoành em đo ngay vị trí trên này đi ha. Dạ, ngay vị trí em đo này là 19 đó cô chú anh chị. Xuống đây có thể là 20 nha. Dạ. 25 này em cũng xin giao luôn là 500k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 26. Vẫn là đỏ nhung cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 96. Cái ngang cho mình là 85. Khó khăn được 32 ha. Hoành em đo được hoành 14 ạ. Dạ. Mã 26 này thì em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 27. Là một cây ha. Tàu vàng cô chú anh chị. Đây, cứ đúng búp hết trơn. Dưới gốc lên hoa luôn anh chị. Cái này thì ở dưới gốc mình được cái bông đó cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 83. Tán ngang là 63. Thoát thân cây này được 42 ha. Cây này đây nó có một chùm bông luôn cô chú anh chị. Hoành em đo được vị trí này là 12 ha. Và mã 27 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 28 là một cây vàng hường đọt xanh cô chú anh chị. Form tròn ha. Cây cao cho mình là 1m04.
Tháng ngang là 92, thoát thân là 40. Hoành em đo được là 15 rưỡi, em tính 15 thôi ha. Dạ 28 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 29 là một cây vàng hường đọt đỏ của chú anh chị. Cái phom tàn quá sát, cái phom tàn luôn rồi. Cây cao cho mình là 1m1 ha. Đang cứng bút hết rồi cô chú anh chị. Tán ngang là 1m02. Thất thân cây này được 30 ạ. Hoành em đo được ngay vị trí này là 14 ha. Dạ, mã 29 thì hiện cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 30 là một cây tàu vàng luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m1 luôn ạ. Cái ngang ngay này là 65. Thoát thân ngay này được 45 ạ. Hoành em đo được là hoành 11 rồi, em tính 11 ạ. Và mã 30 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cứng bắp chân của anh chị, dạ. Dòng này rất là sai hoa. Mã số 31. 31 là một cây sen xưa của chú anh chị. Cứng bắp chân của anh chị em. Cây này cao cho mình là 1m08. Tán ngang là 75. Thoát thân ngay này là 34. Hoành em đo được là hoành 13. Và mã 31 thì cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. 32 là một cây vàng lá bơ của chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m27. Cây đang vô búp à? Dạ, cây đang vô búp cho mình ạ. Tán ngang là 95. Thoát thân là 39. Cây này thì hàng em mới thuần thôi hết cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình để cho mát giùm em ha. Hoành em đo được là hoành mờ à. Dạ, 32 này hiện cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 33 là một cây Dubai cam của chú anh chị. Hàng này, hàng lớn á của chú anh chị. Cây này cao cho mình là 1m3 ha. Phồm tròn xe. Tán ngang này em đo được là 1m33 luôn cô chú anh chị. Nguyên một chùm trái luôn. Thoát thân cây này được 24. Gốc rất là già. Dạ. Cây này rất là già cây luôn cô chú anh chị. Hoành em đo được là hoành 15 rưỡi, em tính 15 ạ. Dạ. Mã 33 này em muốn xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Phom tàn. Đèn 34 là một cây sen xưa luôn cô chú anh chị. Cứng bắp hết trơn quý anh chị em. Đang cứng bắp luôn ạ. Cây cao cho mình là 1m1. Tán ngang là 66. Thoát thân ngay này được 26. Hoành em đo được là hoành 11 ạ. Dạ, 34 này hiện cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em báo phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 35 là một cây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng, hàng thuần hết cô chú anh chị. Phải nói luôn này rất là đẹp của anh chị em. Cái cao cho mình là 93. Tán ngang là 65. Thoát thân cây này được 43. Hoành em đo được là hoành 13 ạ. Dạ, 35 này hiện cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thích cái phơm tàn của anh chị, còn dạ. Rất là sát à. Phơm tàn rất là đẹp nha. 36 tiếp tục là Mỹ Hồng. Cây này thì đang vô búp cho mình ha. Cây cao cho mình là 97. Tán ngang là 70. Thoát thân ngay này được 50 cô chú anh chị.
hoành em đo được là hoành 13. Dạ, 36 thì em cũng xin vô luôn là 300k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 37. Em tiếp tục là Mỹ Hồng luôn. Cái cao cho mình là 88. Đáy ngang là 73. Có hàng ngay này được 30 ha. Hoành em đo được là hoành 16 cô chú anh chị. Dạ, 37 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 38. Còn tiếp tục là Mỹ Hồng luôn. Cây này thì phong cao. Phong cao cô chú anh chị. Cây cao cho mình 1m12. Đáy ngang là 78. Khó khăn được 63. Quần em đo được ngay vị trí này là 13. Dạ, 38 này cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Dạ, 39 Mỹ cam một cây Mỹ cam cô chú anh chị. Mình sạc phôi lên mầm ha. Dạ, cây này sạc phôi lên mầm mà. Cây cao cho mình là 37. Đáy ngang là 40. Phát hành tầm 5cm của chú anh chị ạ. Dạ, hoành này em đo được là hoành 13 ha. Nguyên cái cục đế này em đo được là 30. Cây này thì khi đi thì em sẽ rút chậu. Rút chậu nha cô chú anh chị. Dẹt bớt cái bào đất này ha. Tại vì trong này cái bào đất này nặng lắm. Dạ, 39 thì em cũng xin nhau luôn là 250k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. Cái này về cho quý anh chị mình chơi bonsai nha. Dạ, vô dây. Về chơi bonsai cô chú anh chị. 40 vẫn là Mỹ cam luôn. 39-40 này mình được một cặp ha. Cây cao cho mình là 36. Đáy ngang là 23 ha. Hoành em đo được là hoành 12 ạ. Dạ, 40 này em cũng xin Zalo là 250k. Hàng em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 41 là một cây vàng nghệ cô chú anh chị. Hàng này hàng thần bầu cho mình này ha. Vàng nghệ lá thái nha quý anh chị. Vàng nghệ lá thái. Cây cao cho mình 40. Đáy ngang là 40 luôn ạ. Gọi là Mỹ vàng lá nhỏ á. Hoành em đo được là hoành 14, khắc khăn 5cm ha. Dạ, 41 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 42. Cây cao cho mình 46. Đáy ngang là 40 ạ. Hoành em đo được là hoành 17 ạ. Dạ, 42 này em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 43 là một cây phôi thái đỏ của chú anh chị. Cây này lên bắn mầm mạnh cho mình này ha. Cây cao cho mình là 38. Hoành em đo được vị trí này là 22 ha. Cây này nó xù nó lên da cốc luôn cô chú anh chị. Dạ, 43 này em cũng xin giao luôn là ha. 400k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 44. Như con cóc của anh chị. Dạ. Rất là già. Cây này rất là già cây luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 30 ạ. Và anh em đo được ngay vị trí này là 21 nha. Nguyên cái bệ đế thì em đo được là 62 cô chú anh chị. Dạ, 44 em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 45 vẫn là thái đỏ luôn ạ. Cây cao cho mình là 18. Cây này thì bật mầm mạnh này ha cô chú anh chị. Hoành em đo được là hoành 14 ạ. Nguyên cái cũ này em đo được là 40. Dạ, 45 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 46 là một cây giấy ta. Ghép cái này thì mình ghép 5 màu nhưng mà trước tiên thì nó đang có màu sát pháo nè. Sát pháo. Đỏ. Dạ. Sát pháo ta. Sát pháo nè. Màu đỏ nè. Màu hồng nè. Màu cam nè. Trước tiên mình được 4 màu hả cô chú anh chị. Còn màu nữa chưa thấy. Cái cao cho mình là 65. Đáy ngang là 40. Hoành này em đo được là hoành 18 ha. Dạ, 46 này cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao với ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 47 vẫn là giấy tai ghép. Thì ở đây mình có màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu trắng,
chứ nó sẽ lên một màu sắc pháo nữa, là coi như mình được 5 màu ha cô chú anh chị. 4 màu thái. Dạ, 4 màu thái với một màu sắc pháo. Cây cao cho mình là 68. Tán ngang là 53. Nguyên củ này là 20. Dạ, 47 này cũng xin giao luôn là 250k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 48. Cây giấy Mỹ ghép tím tuyết siêu bông của anh chị em, cái form rất là đẹp luôn. Cây cao cho mình là 80. Tán ngang là 66. Cây này củ đế sạch nha cô chú anh chị. Hoành là hoành 14 ạ. Dạ, 48 này em cũng xin giao luôn là 250k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 49. Vẫn là giấy Mỹ ghép tím tuyết luôn ạ. Cây cao cho mình là 75. Tán ngang là 60. Hoành em đo được là hoành 14 luôn ạ. Đế sổ cao ha. Dạ, cây này đế sổ cao. Củ đế sạch luôn ha cô chú anh chị. Dạ, 49 em cũng xin giao luôn là 280k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em ạ. Rồi, hẹn gặp lại nhiều clip tiếp theo của nhà vườn em sản phẩm nha.